Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thanh Lâm. Dạ, hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào cuối tuần, hôm nay là Chủ nhật. Đáng lẽ là tuần rồi là Lâm đăng clip vào trưa thứ ba và thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube Hoa Lan Thanh Lâm. Nhưng mà tại vì Lâm bận việc, với lại vừa qua lễ cái bị dính những cái cơn mưa mới, cơn bão, giống như cơn bão bữa nay cũng có nữa. Trời nó đang mát mát nè, không biết chút chiều là có mưa hay không. Nhưng mà tối hôm qua mưa rất là to đó, nên Lâm không thể nào mà quay clip để giới thiệu Dendro nắng. Thì Dendro nắng thời gian làm ráo của nó cũng hơi lâu các anh chị, khoảng tầm 2 ngày để cho nó ráo ráo rồi Lâm mới gửi đi cho các anh chị cho nó an toàn. Tại vì bên Lâm á, Lâm mục tiêu của Lâm là đóng hàng phải kỹ cho các anh chị, phải vừa ráo nhưng mà không có khô ha, để các anh chị cây vừa tới nơi thì các anh chị nó vẫn còn tươi tươi rói rói luôn, nó an toàn nhưng mà nó không bị úng ha, ẩm nhưng mà nó không ướt, ráo nhưng mà nó không có khô đó. Thì nên trời mưa mấy bữa nay nhiều á nên Lâm không có quay clip nữa cho các anh chị. Còn hôm nay Lâm sẽ giới thiệu những cái cây dendro chớp nhưng mà cây giống cho các anh chị, để tại vì cây giống nó nhỏ, thời gian làm ráo của nó nhanh đó, nó dễ đóng nữa, nên Lâm sẽ cho các anh chị sưu tầm những cây giống ha. Rồi cái này là cái những cái chậu mà dendro chớp vàng đỏ của Lâm nè, đó nụ nó ra rất là nhiều nè các anh chị, đó nụ ra dài lắm. Chớp vàng đỏ 5%, chớp thuận nha. Chút xíu nữa Lâm sẽ giới thiệu cho các anh chị, đó là chính là chớp nghịch. Nè, trời ơi, nụ dữ lắm các anh chị, nụ khủng khiếp luôn á. Nè bên này nè, nè nó ra vòi nữa nè. Đó, cái vòi cắt hết ráo rồi mà nó cũng ra. Cái này dendro này nó ra hoa quanh năm các anh chị, tại vì một số rất rất nhiều anh chị, chứ không phải một số nữa, rất nhiều anh chị ở ngoài miền Bắc cũng hay hỏi Lâm dendro này nó ra hoa một năm mấy lần, phải ra theo mùa hay không. Rồi xin chia sẻ với các anh chị luôn, đó chính là dendro nắng của mình á, nó ra hoa quanh năm ha, tức là nó ra trên cái đỉnh ngọn này nè, nó ra trên đầu ngọn này, hoa bói mà vậy nè các anh chị, khủng khiếp chưa, hoa bói đỉnh ngọn á, hoa bói đỉnh ngọn nha. Thường là hoa bói đỉnh ngọn thì nó ngắn hơn một chút xíu, nhưng mà cái này nó dài quá, tại vì nó đủ sức á các anh chị, đủ sức thì nó sẽ rất là dài. Này nó u nè, nó u giữa thân nè các anh chị, u giữa thân ha. Còn này hoa trên đỉnh ngọn rất là dài và đẹp, full cần luôn nè. Đó thì cái hoa của mình, cái dendro của mình nó ra hoa quanh năm luôn, tức là cái cành này chưa tàn, cái cành này chưa tàn là ở dưới bắt đầu nó sẽ u u nè các anh chị, thấy chưa, u u nó sẽ ra cái mới nữa, đó rất là tuyệt vời luôn nè. Như cái này nè, bên này Lâm đã cắt ở trên rồi thì ở dưới bắt đầu nó ra nữa nè. Đó, dendro của mình nó ra hoa quanh năm, hầu như tháng nào ngày nào trong vườn mình nó cũng có hoa. Này là dendro chớp đỏ tím nè các anh chị, đỏ tím nè ha, đẹp ghê không, rất là đẹp luôn. Này đỏ tím ha, để Lâm cho các anh chị xem cái chậu này. Chậu này là nè, hai cái chậu này nè, chậu này là chậu chớp Burana nè. Đỏ tím thì cái màu trắng các anh chị thấy không, màu trắng nó nằm trong, màu tím nó nằm ngoài đúng không. Còn cái Burana này thì màu tím nó nằm trong, màu trắng nằm ngoài, khuôn hoa của nó to hơn rồi, đỏ tím đó, đẹp ghê luôn nè các anh chị. Nó thân đẹp quá trời đẹp luôn. Đó. Này Lâm có chậu này đang nụ nè. Nó đang nụ nè, nó chớp nè các anh chị thấy không? Đó nó chớp nè. Còn chậu này mới bung. Chậu này mới bung thì nó chưa có sáng, còn này bung lâu rồi nó sáng nè. Đó. Rất là lâu tàn nha. Đó này vàng đỏ nè. Đẹp ghê chưa? Đó. Thì Lâm giới thiệu ở đây chút xíu, Lâm ra ngoài Lâm giới thiệu cây giống cho các anh chị nha. Đó. Còn cái chậu này là chậu giống như tiểu hồ điệp hay gì nè các anh chị, giống như mãn thiên hồng á, mà mãn thiên hồng rừng, ba vòi hoa đẹp ghê luôn nè, có trái luôn nè các anh chị, đó đậu trái luôn, quá đẹp, ba vòi hoa là nó lâu tàn lắm luôn, có chậu một để chơi. Này còn cái chậu này chớp vàng đỏ 5% nè, đó ra nụ nè các anh chị, đẹp ghê không đó. Nè cái một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, này đi hai hướng nè, quá đã luôn đó, quá đẹp luôn. Rồi cái chậu này là chớp vàng đỏ nghịch nè các anh chị, trời ơi ra được vòi nè, nó ra vòi giữa thân nè, một hai nè, rồi này nè ba nè, rồi bốn nè, rồi trên ngọn là năm nè, để Lâm lấy xuống cho. Rồi bên này nó đang nở, wow. Đó. Ui, quá đẹp luôn nè, đẹp ghê.
cái vò này các anh chị. Còn hoa thì bên này, đây hoa đây. Đó, để làm ngắt một cái cánh hoa, cái hoa này để làm so cho các anh chị xem nha, so sánh cho các anh chị xem nè. Nó hai cái chậu, bên trái là vàng đỏ 5% thuận nè, đó, còn bên phải là vàng đỏ vàng đỏ nghịch ha, Lâm gọi vàng đỏ nghịch đi, bên trái là vàng đỏ thuận đi, đó vậy cho nó nhanh. Bên phải là vàng đỏ thuận nè, khuôn hoa nó y chang với nhau, rất là đẹp luôn, vàng đỏ nghịch. Chút xíu là Lâm sẽ giới thiệu cái mặt hoa này nè các anh chị, cây giống á ha, nè, đó, ở trên là vàng đỏ thuận nè, ở dưới là vàng đỏ nghịch. Cây nó đẹp cực kỳ luôn. Các anh chị xem trên màn hình nó chưa chắc gì nó đã bằng xem ở ngoài đâu các anh chị. Nó này cây nè, cây nó tím tím nè, thấy chưa? Nó cây tím tím mà mình không có thấy cái mầm nó sẹt ha. Nè, cái thân nó cũng sẹt sẹt nè. Mà thân nó tím tím, đó như vậy mình bởi vậy mình mới khó phân biệt được. Nó ra được nhẹ rất là đẹp luôn à. Đó này là vàng đỏ nghịch ha. Vàng đỏ nghịch. Đó rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài đi Lâm giới thiệu cây giống cho, cây giống của vàng đỏ nghịch này nha. Đó. Về mình trồng cái chậu. Đó, Lâm bỏ vô cái chuồng. Mini à, đẹp không? Mini ra hoa nè. Đó. Quá trời mini. Mini đẹp ghê luôn. Đó. Vàng đỏ nghịch. Thì á, thời gian vừa rồi Lâm cũng hay bận công việc cũng nhiều. Rồi bận việc gia đình nữa. Lâm bị bệnh các anh chị. Lâm bị bệnh nó là hội chứng trầm cảm sau khi vệ sinh nữa các anh chị. What the hell? Đó, lúc trước Lâm bị một lần rồi. Còn bây giờ Lâm bị một lần nữa. Đó, hội chứng mấy ông chồng mới bị trầm cảm sau khi vệ sinh. Vệ sinh bị trầm cảm là bình thường, còn mấy ông chồng trầm cảm là ghê. Đó. Ghê lắm các anh chị. Trời ơi, anh chị biết không, nhập hàng về Lâm phải làm kỹ thuật rồi thuần vườn cho nó, rồi nói chung là kỹ thuật nè, nhập hàng về liên hệ với Thái Lan nè để mà nhập hàng về, rồi phải ra, rồi kỹ thuật Lâm làm tất tần tật hết luôn. Rồi cái khâu mà bán hàng bây giờ Lâm bán luôn đó, là Lâm nghe điện thoại luôn, nên các anh chị hổng ra các anh chị chốt đơn thấy nghe tiếng Lâm không, đúng không? Bình thường là trợ lý vợ đó, mà trợ lý vợ giờ bận là mẹ nên Lâm buộc phải làm cell phone luôn, là nhân viên cell qua điện thoại luôn các anh chị. Đó là Lâm chốt đơn luôn nè các anh chị, nên các anh chị nghe giọng của Lâm không, đúng không? Đó nên bây giờ Lâm làm nhiều lắm, làm nhiều khâu lắm, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên luôn đó các anh chị. Nhập hàng về rồi mướn người ta ra hàng phụ nè, rồi đóng gói thường phải mướn, tại vì đóng gói rất là nhiều. Nhưng mà cái khâu đóng gói rất là quan trọng cho các anh chị, nên Lâm cũng phải trực tiếp Lâm giám sát luôn. Rồi Lâm trực tiếp Lâm đóng gói, rồi trực tiếp giám sát những cái đơn đóng hàng đó của nhân viên đóng hàng đó, Lâm mướn thêm nếu mà nhân đóng hàng cái đơn nó nhiều quá đó, nên bị stress nhiều lắm chị, trầm cảm luôn á, nhiều công việc lắm đó. Nên các anh chị đặt hàng á, ủng hộ Lâm là Lâm rất là vui luôn rồi, tại vì có tiền mua tả mua sữa nữa các anh chị đó, nhiều công việc lắm. Em Lâm rất là vui khi mà các anh chị ủng hộ Lâm rất là nhiều và chia sẻ cho những cô chú và anh chị khác mua bên Lâm. Nhiều cô chú anh chị nói là do bạn giới thiệu qua đó, thì từ từ đó cái cô chú anh chị đó mua Lâm, còn không mua chỗ khác nữa đó. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Bởi vậy Lâm không có quảng cáo, không có marketing, không có tốn một chi phí, không có tốn tiền chạy quảng cáo Facebook hay gì các anh chị. Lâm cũng có Facebook Hoa Lan Nam Lâm luôn á, mà Lâm không có tốn tiền, tại vì các anh chị toàn là giới thiệu cho nhau không à. Đó nên từ từ các anh chị biết đến Lâm rất là nhiều, cả sĩ và lẻ luôn đó, nên rất là vui đó. Thì mình không cần tốn nhân viên marketing, mà mỗi anh chị sẽ là một cái bộ máy marketing hoàn hảo nhất của Lâm đó, rất là cảm ơn luôn, rất tuyệt vời các anh chị. Còn bây giờ mình sẽ vô vấn đề chính đi nha. Đó, hôm nay là gì đây, cái lô này các anh chị thấy tím tím không nè, đây là cái lô chốt vàng đỏ nghịch của mình nè. Đó, Lâm đang cầm trên tay nè, nó chưa chốt vàng đỏ mà nó sổ nha. Thế đây Lâm có mấy trăm cây thôi à, hàng sổ,
thằng sổ số nếu mà mình sổ ra trúng vậy thì trời ơi lụm lúa luôn các anh chị ơi. Đó nên Lâm sẽ chia sẻ cho các anh chị hết cái luống này. Lâm định lại Lâm trồng á, nhưng mà thôi số lượng nó ít quá nên mình nhiều anh chị mua cái cây bự thì nó nhiều tiền các anh chị. Cái cây này giờ ở Việt Nam số lượng cũng rất là hạn chế. Lâm thấy là cái cây này lúc nào nó hạ giá thì cũng không, nó chỉ hạ nhẹ thôi chứ giá trị cũng còn rất là cao. Bình thường cái cây dendro của mình, cây dendro nắng bên đó đi ha, cây dendro nắng bên đó 60.000 đó, thì cái này trồng lên nó và trồng lớn thì nó cũng 60.000 thôi. Nhưng mà khi mà mình sổ ra đúng á thì nó giá trị của nó rất là cao, tùy theo cái cây nữa, tùy theo cái mặt hoa nó sáng hay không nữa, chốt nó sạch hay không nữa đó các anh chị. Nên cái giá của cái cây này nó rất là rẻ luôn. Lâm tính giá cho các anh chị có 30.000 cây giống ha. Cây giống nó tầm cái lóng tay của Lâm nè, nó tầm một ngón tay, cao tầm ngón tay nè các anh chị thấy không, ngón tay trỏ nè đó, cao tầm ngón tay trỏ thôi nha đó. Nhưng mà cây thì nó rất là mướt nha các anh chị, đừng có mê cây lớn anh chị. Mình mua cây vừa vừa vậy nè, dễ mình sổ với lại cây vừa vừa thì nó phát nó nhanh lắm, nó đẻ mầm gốc vậy nè. Này mầm gốc này nó lên nó rất là nhanh. Cái này mình không có biết được cây nào chớp cây nào không, tại vì cái chớp nghịch này á, cái thân nó tím tím vậy nè. Còn cái chớp thuận nãy luôn nha, là cái cây nó xanh lét luôn, cây mẹ nó xanh lét luôn, chừng nào cái mầm gốc kìa nó mới sẹt sẹt xíu, còn cây mẹ mình không biết luôn, nó xanh lét đó. Cây này là giá có 30.000 một chậu, nhưng mà các anh chị mua combo 12 chậu thì Lâm sẽ lấy giá 350.000 và Lâm sẽ miễn phí ship nhanh cho các anh chị luôn. Đó, 350.000 mua 12 chậu. Cái này là vàng đỏ, vàng đỏ này nè các anh chị, vàng đỏ nghịch ha. Chớp vàng đỏ nghịch cây giống, các anh chị chốt đơn á thì hãy nói là cho anh 12 chậu chớp vàng đỏ nghịch cây giống. Rồi 350.000 miễn phí ship các anh chị nha. Ha, tính ra có 29.000 30.000 gần 30.000, 29.000 một chậu. Đó các anh chị. Còn bên này là chớp sao, chớp ngôi sao. Thì cái này thì nó chuẩn hoa, này mini ha. Này mini, còn bên này là dendro nắng, nó cây nó to. Còn này chỉ là mini thôi, nhưng mà chớp sao nè các anh chị, nó chớp nè. Đó, đẹp lắm. Này chớp ngôi sao á. Mini chớp sao các anh chị cứ nói vậy đi ha. Mini chớp sao. Đó nè, nó chớp nè. Bụi nó cũng lùm, nó nhiều thân, tại vì mini thường là nó nhiều thân lắm. Từ rối rối luôn nè các anh chị. Này Lâm dưỡng hổm rày mưa rồi này kia thoải mái. Đó, về các anh chị chỉ bóc cái chậu nhựa này ra rồi mình ghép vô chậu mới thôi, rất là dễ. Còn này nhiều anh chị á yêu cầu Lâm lắm nè, nên Lâm nhập về Lâm chia sẻ cho vui thôi. Nên Lâm nhập cái số lượng chớp sao này với lại chớp này là chớp NUB. Chớp NUB này thì nó chuẩn hoa cũng y vậy luôn, cũng như chớp sao luôn, nó chuẩn hoa luôn này các anh chị, rất là đẹp. Hoa này nó rất là xiên. Nhược điểm á, ban đầu ha, đầu tiên Lâm sẽ nói nhược điểm của cây này. Cây này thì nó sẽ rất là lâu lớn ha, và thân nó cũng ít nè đó. Thứ nhất là lâu lớn ha, thân ít là thứ hai. Nhược điểm thứ ba là sao, nó dễ bị sốc anh chị, vận chuyển đi nó dễ bị sốc, lá của nó rất là ít ha. Đó là thứ ba là dễ bị sốc nè. Thứ tư là lá ít thôi, nó không giống như mini này nha, không giống như chớp sao này. Chớp sao là lá từ gốc tới ngọn luôn, nhưng mà cái chớp NUB này á, nó ít lá, nó khoảng 3 lá trên thân, trên ngọn thôi, 2 đến 3 lá nè. Cây này nhiều lá hơn nè, nó ra vòi nó nhiều lá hơn đó. Đó là những cái nhược điểm của nó. Còn cái ưu điểm là gì các anh chị? Ưu điểm là hoa nó rất là chuẩn, hoa rất là sạch, chớp rất là sạch luôn đó. Và sao, đó là ưu điểm thứ nhất, hoa chớp đẹp. Ưu điểm thứ hai là gì? Nó rất là xiên hoa nè các anh chị. Ở trên cái đầu cây là đầu ngọn nè, nó ra hai vòi luôn, thấy chưa nè, bên này cắt rồi nè, nó rất là xiên hoa. Đó là ưu điểm thứ hai của mình. Còn ưu điểm thứ ba là cái gì? Giá cũng rẻ nữa. Ưu điểm thứ ba giá rẻ cũng 30.000 đồng giá hết cáo luôn. Mà chớp sao này cũng 30.000 một chậu. Rồi chớp NOB này cũng 30.000 một chậu. Nhưng mà các anh chị khi mua combo từ 12 chậu á, anh chị cứ mua combo 12 chậu đi, thì Lâm sẽ tính giá là 350.000. Đó, chớp NOB nè. Vò nó dài lắm này mà. Thường là người ta vô á, người ta lột cái chậu này ra, người ta vô chậu than giống như dendro nắng đó đó các chị. Người ta vô chậu than vậy thì người ta sẽ bán tầm là 80.000 đến 120.000 tùy theo bụi to hay nhỏ. Đó, thì cái này rất là dễ trồng luôn, nên mình về nhà mình cứ bóc cái chậu nhựa ra rồi mình bỏ vào chậu mới hoặc là mình ghép gỗ. Đó, thì giá nó rẻ hơn.
đó, mình trồng lan mà mình ai mình cũng biết trồng hết á đó. Đó, nên cái vấn đề này nó rất là dễ, nên mình mua những cây này cũng trưởng thành hết rồi, chi phí nó nhẹ, mà mình về mình tự thiết kế, mình tự thiết kế những tác phẩm của riêng mình ha. Đó thì đồng giá hết, thì chớp vàng đỏ nghịch, cây giống là 30.000 một chậu, chớp ngôi sao, chớp ngôi sao mini sao nè, mini chớp ngôi sao ha, chớp ngôi sao của mình 30.000 một chậu luôn đó. Rồi gì nữa, rồi chớp NOB, chớp NOB của mình, chớp NOB của mình đây đó, chớp NOB của mình thì cũng 30.000 một chậu. Khi các anh chị mua combo từ 12 chậu, các anh chị mua cứ mua một combo đi, 12 chậu đi, mỗi loại coi ba đây, ở đây có ba loại, hay mỗi loại các anh chị mua 4 chậu đi đó, về nhà mình ghép. Rồi vậy như vậy mình về mình hên xui mình sổ cái này, mốt không ra màu chớp thì có thể là màu vàng hoặc là màu đỏ, rất là đẹp luôn đó. Cứ 4 chậu một loại đi, cái NOB là ít nhất nè, NOB ít nhất nè, xong tới chớp sao là nhiều hơn xíu nè, rồi cái chớp vàng đỏ nghịch này sổ số nè là nhiều nhất ha, nhưng mà số lượng cũng không nhiều đâu đó. Các anh chị đặt hàng cũng rất là nhanh, thì các anh chị cứ mua combo 12 chậu là tâm tính giá là 350.000 miễn phí ship luôn đó. Tại vì lâu lâu lắm mới nhập những cái loại này, giống như NOB nè, nhiều anh chị cũng rất yêu cầu lắm, nhưng mà Lâm cũng ít nhập cái này. Lâm nhập là Lâm dưỡng cho nó ra mầm nè, đó, nó ra mầm con nè các anh chị thấy chưa, nó đẻ con cũng lâu á nha, nó đẻ con cũng lâu đó, nên cái loại này lúc nào trên thị trường cũng hot đó nè, tại vì nó rẻ mà chơi nó cũng đẹp, chớp nó bình dân, nó rất là đẹp luôn ha. Đó chớp sao này cũng vậy, rất là đẹp luôn, mà này bụi lầm chớp sao này thì nó rất là khỏe luôn, nó mạnh lắm, nó đẻ con khủng khiếp đó. Còn cái này thì khỏi phải chê rồi ha, cái này khỏi phải chê, ra cái là quá đã luôn rồi. Các anh chị nào chưa đăng ký kênh của Lâm thì ủng hộ Lâm bằng cái nút đăng ký kênh, nút like, chia sẻ giúp Lâm nha, để tại vì nhiều cô chú anh chị chưa có biết cái kênh của Lâm á, nên không biết chỗ mua, thì hy vọng là các anh chị chia sẻ clip của Lâm nhiều hơn nè, đăng ký kênh nè, khi nào mà Lâm đăng clip mới lên á thì nó sẽ hiện lên cho các anh chị xem. Thường là Lâm đăng vào clip vào trưa thứ ba và thứ năm hàng tuần ha, trên kênh YouTube Hoa Lan Thanh Lâm. Thì bữa nay mấy bữa nay bảo quá Lâm không đăng á, đăng nếu mà đăng lên thì làm ráo không kịp, thì sợ các anh chị lo lắng á, là không có giao á đó, nên Lâm không có đăng. Bây giờ cái những cái này thì làm ráo nó nhanh lắm các anh chị, cái cây này sơ dừa nó ít nè, làm ráo nó nhanh lắm, khoảng ngày hai ngày là làm ráo xong rồi, để cho nó ráo từ từ á, mình đóng đi nó chất lượng luôn ha. Lâm rất là cẩn thận về vấn đề đóng hàng, nên các anh chị cứ yên tâm nha. Rồi các anh chị nào đặt hàng thì cứ liên hệ với Lâm qua số điện thoại là 0978813282, thông tin luôn luôn chạy ở dưới màn hình dưới này các anh chị nha. Rồi các anh chị nào chưa đăng ký kênh một lần nữa nha, ủng hộ Lâm bằng một nút đăng ký kênh rồi chia sẻ giúp Lâm nha, nút like luôn. Rồi Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.